vẽ lên chiếc ốp lưng cũ, nhưng mà mình không có dùng màu acrylic hũ như mọi khi. Mình dùng cái loại bút như thế này nè. Nhưng mà hãng ơi, có cọng tóc ở đây nè. Tính ra một bộ 24 cây này giá khá là rẻ. Tiếc cái là mình không tìm mua ở shop nào Việt Nam. Ý là mình không tìm mua được bút acrylic của hãng này ở Việt Nam ấy. Khi mà mở nắp ra, tụi mình phải ấn cái đầu bút để cho mực nó chảy xuống. Màu thì mình thấy màu khá là tươi nha. Cái bút này là dạng mực acrylic nên là mình vẽ ở trên ốp lưng được. Nhưng mà tại cái ốp lưng của mình là ốp nhám ấy mọi người. Vẽ nghe tiếng rít rít khó chịu cực. Về phần màu thì mình có nói lúc nãy, màu khá là tươi nhưng mà mực của cây này khá là lỏng. Cái lỏng này thì khắc phục bằng cách là mọi người trồng 2 đến 3 lớp màu lên. Mình thì mình lười quá nên mình trồng có tầm 2 lớp thôi. Tuy nó lỏng nhưng mà nó vẫn đắp lớp được nha mọi người. Nói chung là vẽ cái này thì dễ kiểm soát hơn là vẽ màu acrylic bằng cọ. Người tìm mua các dòng bút tương tự cũng được nha.